Chuyên gia bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về 3 sai lầm khi mà các bạn bán hàng trên Lazada thường gặp nhất đối với những người mới cũng có thể đã từng gặp trên người bán hàng cũ rồi hoàn toàn. Đầu tiên là về chi phí bán hàng. Ở đây thì là đối với sàn Lazada thì nó có rất là nhiều loại chi phí dịch vụ mà các bạn có thể đăng ký, nên là cái việc mà khi mà các bạn kiểm tra cái chi phí bán hàng ở trong mỗi đơn hàng ấy, nó sẽ nhiều hơn 2 đến nhiều hơn 2 3 rất là nhiều so với sàn Shopee. Shopee thì có phí thanh toán, phí cố định, phí dịch vụ và cùng lắm nữa là sẽ là phí chênh lệch vận chuyển nếu mà bạn để quá chênh lệch, hoặc thêm về voucher của bạn đó, nó chỉ có 3-4 loại phí đó thôi. Nhưng bên ra như bạn thấy đây, rồi 6, 8, 9 này là chưa hết đâu nha. 9 chi phí này chưa hết, còn phí nữa là phí chênh lệch vận chuyển này, rồi thì phí affiliate. Đấy là những cái loại chi phí mà các bạn sẽ gặp ở trong sàn Lazada này. Thì mỗi loại chi phí nó sẽ có từng phí khác, từng cái mức khác nhau, tùy thuộc vào cái sản phẩm của bạn giá như thế nào, càng cao thì phí càng cao rồi, hiển nhiên. Thì những cái loại phí này các bạn kiểm tra ở đâu thì các bạn có thể kiểm tra ở trong phần chương trình program của mình, cũng như là các chương trình khuyến mãi mà bạn tham gia hoặc bạn tự đăng ký cho shop của bạn, thì các bạn có thể kiểm tra xem là mình đã đăng ký cái gì. Đây, bạn dựa vào cái này xem là mình đã đăng ký khuyến mãi gì chưa, và bị trừ như này trừ bao nhiêu. Bạn sẽ vào bạn kiểm tra và bạn sẽ tắt hoặc bật hoặc điều chỉnh tùy vào cái ngân sách của bạn đề ra, hoặc là cái chi phí bạn mong muốn bạn trả. Thì các chi phí này các bạn có thể là tham khảo cái file mà mình gửi tặng ở trong các video trước, hoặc các bạn inbox của mình ở phần comment, hoặc là qua Zalo, Facebook để mình gửi cho các bạn tham khảo các loại chi phí nhé. Đó, tiếp theo phần thứ hai là chênh lệch phí vận chuyển. Ở đây người bán rất thường hay để sai về chênh lệch vận chuyển ở đây. Đây, như bạn này 0.01 gram này là 10 gram, nó bị lệch chỉ có một chút thôi. Đây, đơn vị vận chuyển chỉ có 10 gram, nhưng khi mà các bạn thường để là kg là 5.51 cân, nên là nó bị chênh lệch là 38.936 đồng. Nên là cái việc mà bạn chọn đúng cái khối lượng về gọi là cái định lượng khối kg một gram ấy, các bạn ghi rõ nhá. Kg thì là không chấm bao nhiêu đấy, hoặc là một chấm thôi, còn gram thì là sẽ là 100, 200 hoặc là 1.000 chẳng hạn. Chứ bây giờ các bạn mà để lệch từ gram sang kg ấy là bị trừ rất là nhiều. Rất nhiều trường hợp bị rồi, bởi vì là Lazada ấy nó có hai phần, nó là kg và gram. Rất là nhiều, và nó đang để mặc định là kg các bạn, nên là cái việc mà bạn để sai ấy, thì cực kỳ khó mà Shopee không trừ, Lazada không trừ. Và cái tiếp theo đó là về cái đây là về cân nặng rồi, về phần khối lượng. Khối lượng ở đây là dài, rộng, cao. Nếu các bạn để sai hoặc để vượt mức quá nhiều ấy, gói chỉ có 10, 10, 18 mà các bạn để là 12, 8, 12 thì là cũng bị lệch rồi. Nên cái việc mà các bạn đo, tất nhiên là không cần quá chính xác, nhưng mà lệch chỉ có 1, 2 cm thôi, chứ đừng quá 10, 20 cm, nó sẽ bị quá cân nặng. Ở đây nó sẽ tính là thể tích chia 6.000 so sánh với là trọng lượng các bạn để ra là bao nhiêu, ví dụ 200 gram, và cái kia khối lượng để nhân dài rộng cao chia 6.000 mà cao hơn cái khối lượng trọng lượng kia ấy, thì là nó sẽ cao hơn cái cân nặng ấy, thì là nó sẽ lấy cái trọng lượng kia. Nên là ở đây có hai chỉ số,
về cân nặng cũng như là về trọng lượng của hàng là dài rộng cao ấy, thì là so sánh hai số này, nếu mà cái nào cao hơn sẽ lấy cái đấy chứ không phải là người ta lấy cái thấp đâu. Nên là các bạn phải xem là chỉ số mình ghi vào là đúng chưa nhá. Rồi cái tiếp theo đó là gì? Cháo hàng. Rồi Lazada này các đơn vị chuyển cháo hàng rất là nhiều, mình không nói hết nhưng mà tỷ lệ bị cháo hàng cao đấy. Bạn lên các cộng đồng bán hàng của Lazada ấy, hầu hết người ta nói về bản cháo hàng rất là nhiều, còn các sản khác ít nói lắm. Nên là cái việc mà xử lý vấn đề cháo hàng này cực kỳ quan trọng. Đầu tiên là các bạn phải quay video đóng gửi hàng chỉnh chu, bài bản, rõ vận đơn và phiếu biên 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 gửi nhận hàng trả hoàn, hàng gửi đi đối với shipper cực kỳ quan trọng, mà họ phải ký chẳng hạn. Đối với nhiều shop hoặc là giá trị cao, nhiều sản phẩm, nhiều đơn hàng hoặc là giá trị cao, còn không ấy họ sẽ cháo hàng bất cứ lúc nào, họ sẽ lợi dụng cái chính sách của sàn, họ sẽ cháo hàng và mình không có ký tá hoặc là mình không quay video lại ấy, thì họ sẵn sàng họ cháo hàng. Bởi vì sao? Nhiều người đấy họ làm thời vụ, họ làm 1 2 tháng họ nghỉ, nên là họ không coi đây là một cái công việc ổn định ấy, thì họ sẽ là có những cái hành động như thế, bởi vì họ cần quan tâm gì đâu về cái việc mà còn giữ uy tín, đúng không? Họ làm một hai lần thì họ nhảy rồi, thì họ kiếm vào họ cháo, ví dụ cái đồng hồ thì bạn bảo họ vào họ kiếm cái đồng hồ đi mười mấy triệu bằng mấy tháng lương chẳng hạn, thì có gì mà họ phải giữ uy tín đâu, họ vào họ lấy cái họ đi thôi. Thì đấy cái việc mà bạn phải là tính toán cũng như là có cái quy trình nó chỉnh chu, không thì sẽ mất khá nhiều tiền trong khoản này đó. Thì dựa vào cái video này mình hy vọng các bạn sẽ tránh được 3 cái sai lầm thường gặp nhất ở trong sàn Lazada này. Thì nếu các bạn có câu hỏi gì hoặc thắc mắc gì đừng ngần ngại nhắn tin cho mình qua Zalo, Facebook hoặc comment bên dưới, mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn vào video sau, nhớ subscribe kênh của mình nhé.